Thôi xong, chuyến bay định mệnh. Ờ, chào các đồng chí nhá. Nhìn những chuyến bay này nhớ về xưa làm mê quá. Ôi, nhìn trời đẹp thế nhờ. Ôi giời ơi. Trời ơi. Bảo đây chứ, bảo đây. Cũng đến. Bài đây. Ta thả tay ra, ta thả tay ra. Thả đây. Em đi dưới rồi, em đi dưới rồi. Ok, tao theo dưới. Mẹ thật quá cái. Anh đôi mắt. Ô kìa. Tao là đáng. Trời ơi, ông gặp cái gì ấy? Cái gì mà đầy mặt cái gì phụt cước đầy mặt người ta vậy? Đây, anh đi trước đi, anh đi trước đi. Từng người thôi. Đúng rồi, nhím lên đây, đúng rồi. Bám anh với, nhím ơi. Thằng đéo nó màu tím đấy. Em. Người ơi, bám em ơi. Đây, vớt đi, quay, vớt. Em này. Hai em này. Không tới. Không tới. Bám đi. Vâng. Không được. Ờ kìa. Kìa. Rồi. Lên. Nghe này. Ôi, chỗ này hơi khó. Cậu quay lên chứ bên, quay lên chứ bên. Đưa tiền đấy. Ok. Anh nói sợ, không sợ. Sợ anh nói. Từ anh nói, để em qua này. Sợ anh nói, cứu em ơi. Anh nói tiền, anh nói. Đây, mày nắm tiền. Ngón trỏ lại để chỉ. Ngón này cực kỳ quan trọng. Thỉnh thoảng còn chỉ chỗ chỉ kia. Bê đéo có ngón đấy làm sao dẫn đường người khác được. Đúng không? Ngón cái đúng. Là để đồng ý, ok, trong trường hợp không nói được. Đấy, cắt người đấy đi thì đeo được. Ừ. Có chỗ cắt nguyên bản. Cắt nguyên bản hợp lý nhất. Bố mình dùng tay kia, đúng không? Ê, mua chưa? Chưa, không mua đâu. Đấy, có chai nước này. Tôi vừa đưa chai nước này, có anh nào cầm được. Đây, thôi, có nước rồi anh ơi. Thôi, anh tiện anh dễ xuống. Thôi, lên kia mình lại mất thời gian. Một giờ chương trình người ta anh ơi. Không muộn, yên tâm. Không muộn, còn sớm. Người ta đợi cả. Chương trình delay 5-10 phút. Anh vừa bảo sao? Xuống mua đây. Anh xuống cái tiện. Nhanh, thợ tiện. Tôi đấy nha, anh Quảng ơi. Mua tôi 3 chai nước, 2 cái bánh thôi nhá. Tôi như sếp rồi anh ơi. Ok, anh hãy đe dọa. Ok. Ê, tôi được kìa. Mẹ, anh. Chắc là khách anh cũng đánh như thế đấy nhờ. Chui được. Chui làm sao? Lên nước không chui được. Tôi mới là kẻ lén nước thầy. Ờ, chú lúc là phải chui đây được chứ. Đấy. Rồi chui ra đi qua. Chui nữa. Help me. Martini. Chết rồi. Tấn công. Alo, đồng chí Nghiên nghe rõ trả lời. Tôi nằm rồi. Anh có thấy gói thuốc lào của tôi để đâu không? Gói thuốc lào. Nó bắn thôi. Đội anh ơi, bạn. Cái gì? Đội phải có em bạn. Cái gì? Mẹ à, mày định giết tao à? Em bảo, nói thâm. Nghiêm túc, quan trọng. Em bảo nhá, em có chức năng, em bảo vệ được anh. Anh yên tâm. Mày biết thế nào được định nghĩa là một dân chơi không? Dân chơi là chỉ... chỉ chơi thôi, không làm đúng không sếp? Ờ. Một dân chơi là lúc nào trong người cũng phải có tiền mặt. Mày biết tiền mặt để làm gì à? Không. Tiền mặt để đổ xăng. Đổ anh ít xăng đấy. Có gì đây? Chấp rồi. Đâu đưa xem vào. Này. Ủa kho lưu trữ ở đâu anh nhỉ? Trời ơi. Mẹ mày kho lưu trữ ở đấy à? Rồi. Mẹ để tóm anh Ben ơi. Đây. Ui. Đi được đi. I little monkey jumping on the bed.
One fell off and bum hit head. Mà câu the doctor and the doctor say no more monkey jumping on the bed. Eo 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 eo. Oh, little monkey jumping on the bed. One fell off and bum hit head. Mà câu the doctor and the doctor say no more monkey jumping on the bed. Nhưng mà vẫn đeo có tiếng. Đeo có tiếng, chẳng nghe tôi vừa chơi vừa bình luận à. Quạch 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 quạch. I shot you, then you shot my friend. My friend died. Then you find me, I'm died. Then we respond and take a car and we follow you. I see you and you out game. Yeah, yeah. Ủa? Em tới đâu? Em tới đâu rồi? Anh Đồ ơi. Ơi. Anh biết gì chưa? Biết gì? Biết là mình thích nhau. Không chuyện xa hơn rồi tính sao. Đi thuốc nó vào. Con mẹ chúng mày vào, con mẹ vào đây. Mẹ vào đây. Con mẹ chúng mày vào, con mẹ vào đây. Tại tao đây. Ui, bé đã còng một thằng trong đấy rồi. Thôi, thôi. quay đầu thằng bị còng trong đấy rồi. Ôi, bạn đập phát hỏng mẹ màn hình rồi. À, đây có tí nữa. Vịt lộ đây, vịt lộ đây. Ê, tao có đẹp trai không? Nói đi. Tao đẹp trai không? Có đẹp trai, Ok à. Trái này, trái theo này. Rồi hai dịp ơi. Ok hai dịp ơi. Có bạn mày tôi đẹp trai đâu. Tú ơi, em có mâu thuẫn với bất cứ ai không? Em muốn đấm ai trong mâu thuẫn? Mâu thuẫn con. Nào, mẹ mày vừa mới đau xong. Mẹ mày con lợn này, bố đấm chết mẹ mày bây giờ. Mẹ mày chạy đi. Hai lon. Trời ơi. Thằng nào đây? Thằng nào đây? Ôi, muốn lộ. Ui. Thằng nào đây? Bật nạ được mẹ mày kìa. Thằng bố đây. Anh chim à? Anh chim. Bắt kịp đoàn đua. Ôi. Trời ơi. Là con này nặng. Mà để hot như này chết game thủ rồi. Chết rồi.
nói chỗ không làm gương đi chơi không à, nhìn chơi mà, cộng 5 điểm mà côn tim với cả là di chuyển thông minh này. Tôi thấy hối lộ cho tôi nghe cho thấy hối lộ không nha. Tôi thấy hối lộ F1 để đổi, trời ơi cha ơi là cha. Xe đúng lâu luôn ấy. Thôi khôi xuống đóng lại cái cửa bên kia cái khôi. Xin cha đấy, xuống lúc nào đấy. Đây đây xuống đây đây. Đóng cả đã xuống. Cả cốp, đóng cả cốp sau nữa. Quả thể nhân vật nó cứ chậm chậm thế đéo nào cay vậy đây. Ừ là vì cũng chậm lắm nhỉ. Được chưa? Đồng chí là đi giữa người dân là sao thế nào nhỉ? Không phải. Anh còn nhớ cái hôm hai đứa mình trước tôi làm cảnh sát mà. Trời ơi. Hôm nay là em đang dựa, nhưng mà em có dựa thật chứ không phải dựa anh Tài, em dựa vào basic center cơ. Tôi không phải basic. Tôi basic nào nhầm rồi. Là anh này. Tôi mới basic. Tóc giống nhau. Anh cảnh sát tham khảo khác không phải dựa anh đâu. Chị này là chị trực ca mấy giờ đấy hả? Trực ca từ 6 giờ tới 10 giờ anh ạ. 6 giờ đến 10 giờ à? Giờ chị vẫn lang thang ở đây nhỉ? Không hiểu sao đây là chị đây lại sớm rồi. Trực ca tối à? Tôi muốn vi phạm luật giao thông quá. Cảm ơn anh nhé. Ok.